BDS Cẩm Mỹ 1 xin chào tất cả các bạn nha. Nay mình đã có mặt tại khu đường N53, tuyến đường khu tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thì đây là mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn. Hiện bây giờ bà con họ từ trong suối Chầu ra họ xây rất là nhiều. Nhà nào nhà đấy nhận đất là xây nhà toàn nhà lầu không các bạn. Nhìn rất là hoành tráng, đẹp, rất là hiện đại, kinh không? Đấy, đẹp kinh khủng. Đó, bà con xây tấp lập luôn. Thứ hai nữa là mình giới thiệu đây như này. Khu này là khu của dự án STC Long Thành. Khu này là của tập đoàn ngoài Hà Nội, được mua với cái quỹ đất, đất vàng, đang là sang lấp mặt bằng. Bên đó là họ xây rất là quy mô, xây phố liền kề song hành với đường 769 các bạn. Phát triển rất là mạnh chứ phải không? Đó. Rồi. Trông rất là đấu nối với nhau rất là lớn. Họ cũng đấu nối cùng với cái tuyến đường trong khu tái định cư này nè. Thì sau này cái mặt phố đường này thì nó trông rất là đẹp. Đó. Phía trên đang kẹt xe. À, xây là quy mô rất là đẹp. Phải nói là một trong những cái khu vực vị trí vàng. Người dân ở đây cũng rất là thích thú. Mình sẽ đi kẹp không với khu tái định cư. Chưa xây rất là kinh. À, đây nè, đang đấu nối nè, đường gọi dự án STC kia là các khu công nghiệp. Đó. Đẹp không các bạn? Đấy, quay review cho các bạn xem ha. Nhà nào nhà đấy xây toàn nhà lầu. Tiền lắm các bạn ạ. Bà con quê hương ở giàu, ở mặt phố đô thị đẹp, hiện đại, quá xuất sắc. Đường D22. Mình đến quay đến đây, mình cũng xin cảm ơn các bạn nha, các quý vị nha. Hẹn video kế tiếp, bạn nào mới biết kênh mình đến Cẩm Mỹ 1 thì đăng ký kênh. Có bạn phía dưới anh chị em nào có nhu cầu đặt nhà của bạn sống tại đây Long Thành là khu xí nghiệp kho bãi thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Ở đây em xin tạm dừng video nha. Chúc cho các bạn một ngày mới bình an. Xin chân thành cảm ơn.